cuộc đảo chính ở Venezuela có đem lại cơ hội cho giới dân chủ Việt. Mới đây, ông Juan Guaido, thủ lĩnh phe đối lập kiêm chủ tịch quốc hội mới đắc cử của Venezuela, đã phát động biểu tình để lật đổ chính phủ hiện tại của nước này. Dù tình hình chưa ngã ngũ, song giới chức Hoa Kỳ đã công nhận Guaido là tổng thống mới của Venezuela, đồng thời mô tả những diễn biến ở Venezuela như một cuộc cách mạng để thiết lập dân chủ. Chính phủ hiện tại của Venezuela từng tuyên bố theo đuổi đường lối xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, nên giới chống đối đang lợi dụng sự kiện để công kích đường lối này, đồng thời động viên nhau rằng cách mạng đường phố ở Việt Nam sẽ thành công nhờ quy luật tất yếu với sự tham gia của giới trẻ và sự ủng hộ của Mỹ. Tuy nhiên, xét ở một góc độ nào đó, xung đột ở Venezuela là hậu quả của một quá trình dài 20 năm. Sau khi đắc cử Tổng thống Venezuela vào năm 1999, cựu sĩ quan Hugo Chavez đã xây dựng một chính phủ cánh tả. Trong đó, quân đội giữ vai trò quan trọng và tiến hành nhiều cải cách theo hướng chủ nghĩa xã hội để bảo vệ lợi ích của nhóm người thu nhập thấp. Với chủ trương này, nhà nước Venezuela đã quốc hữu hóa một số lĩnh vực, áp dụng chính sách kiểm soát giá nhu yếu phẩm và cung cấp nhiều phúc lợi trong lĩnh vực giáo dục, y tế cho người dân. Những cải cách này mang đến cơ hội đổi đời cho một lượng lớn người nghèo ở Venezuela, khiến họ trở thành một nhóm cử tri trung thành và tiếp tục bỏ phiếu cho Hugo Chavez và người kế nhiệm là ông Maduro trong các cuộc bầu cử từ đó cho đến năm 2018. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề là các cơ sở sản xuất ở Venezuela lại kém phát triển. Cùng với đó là lệnh cấm vận của Mỹ đối với Venezuela, dẫn đến nền kinh tế nước này ngày càng lệ thuộc vào hoạt động xuất khẩu dầu lửa. Trước khi Hugo Chavez qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2013, ông chọn người kế vị là Bộ trưởng Ngoại giao Nicolas Maduro để có quyền lãnh đạo quân đội như ông Hugo Chavez. Maduro trao cho quân đội chức vụ quan trọng trong chính phủ, cung cấp các hợp đồng dịch vụ khai thác dầu mỏ cho các công ty liên kết với quân đội. Năm 2014, giá dầu giảm mạnh khiến kinh tế Venezuela suy sụp. Để có khả năng trả nợ và trả lương cho tầng lớp nghèo nhằm giữ lá phiếu của họ, chính phủ Maduro đã in thêm tiền, khiến lạm phát tăng phi mã. Cuộc khủng hoảng này khiến 3 triệu người Venezuela, tương đương với 10% dân số, đã ra nước ngoài tính từ năm 2014. Các diễn biến đó khiến phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2015 và tổ chức các phong trào biểu tình lớn từ đó đến nay. Để đối phó, vào năm 2017, Maduro thành lập một cơ quan riêng nắm quyền lực lập pháp, quản thúc tại gia lãnh tụ đối lập Leopoldo López và truy tố người kế vị López là Ferri Guevara vì tội kích động bạo lực, khiến cho ông này phải chạy vào sứ quán Chile. Những diễn biến này khiến ông Juan Guaido, một kỹ sư sinh năm 1983, người từng cùng López thành lập Đảng Ý chí Nhân dân vào năm 2009, được đưa lên làm lãnh đạo phe đối lập và chủ tịch quốc hội từ đầu tháng 1 năm nay, dù trước đó ít được biết đến. Sau khi nhậm chức, Guaido phát động biểu tình, kêu gọi lật đổ Maduro và tự xưng là Tổng thống Venezuela. Ngày 23 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột công nhận Guaido là Tổng thống mới của Venezuela, dù ông Maduro vẫn đang nắm giữ các lực lượng vũ trang và có sự ủng hộ của nhiều nhóm cử tri truyền thống. Ngay sau đó, EU, Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay và Peru cũng tỏ ý ủng hộ Juan Guaido một cách chính thức hoặc không chính thức, trong khi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba, Mexico tuyên bố ủng hộ ông Maduro. Trung Quốc phản đối nước ngoài can thiệp vào Venezuela. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc kêu gọi hai bên đối thoại và tránh leo thang xung đột. Với việc diễn biến chính tại Venezuela tưởng như không liên quan gì đến Việt Nam, nhưng có lẽ việc một nhân vật tự xưng dân chủ chống độc tài trở thành một từ khóa hot và việc chính phủ Donald Trump vốn chẳng mặn mà mấy với khái niệm dân chủ và nhân quyền lại nhanh chóng cùng đồng minh công nhận vị tổng thống lâm thời đã gieo hy vọng hiếm hoi cho giới dân chủ Việt sau khi đang kiệt quệ vì ngỡ rằng Trump đã quên họ từ lâu.